Đúng ngày 24 tháng 11, ngày Black Friday, toàn bộ nhân viên và khách mua hàng tại trung tâm thương mại American Dream Mall ở bang New Jersey của Mỹ đã được sơ tán khẩn cấp do địa điểm này bị đe dọa đánh bom. Hiện cảnh sát địa phương đang khẩn trương điều tra lời đe dọa này. Trước đó, qua một bài đăng trên mạng xã hội X, giới chức bang đã yêu cầu tất cả khách hàng, người thuê địa điểm và các nhân viên tại trung tâm thương mại American Dream Mall làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, rời khỏi tòa nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn. Hiện cảnh sát và ban quản lý trung tâm thương mại chưa đưa ra bình luận nào công khai về vụ việc. Vụ việc đã phần nào làm nguội lạnh sự hào hứng mua sắm của khách hàng trong ngày siêu giảm giá toàn cầu.